người Mỹ bây giờ bắt đầu họ cũng đã hiểu là sao ngộ ha. Xưa 5 năm trước đâu có ai ngờ cái thế giới hôm nay thay đổi lớn như vậy đâu. Mà thật sự bây giờ là quá trời thay đổi. Cả hôm nay mình tới đây cũng không có một miếng tuyết nữa. Tận thế nó về thiên nhiên, và đồng thời nó về con người chúng ta, và đồng thời nó về chính trị của quả địa cầu nữa, tức là nó đi cùng một lượt luôn. Thì nội nếu mà hiểu lớn hơn nữa là khí hậu cũng đang thay đổi, con người cũng đang thay đổi, tâm tánh con người cũng đang thay đổi, rồi những quốc gia, những lãnh đạo cũng đang thay đổi, rồi về mặt đời sống của chúng ta cũng thay đổi, cách sống chúng ta cũng thay đổi nữa. Cách sống bây giờ khác hơn cách sống ngày xưa. Đó là tận thế gì? Đổi là đổi một lượt. Cũng giống như giờ nhà con dọn vô cái nhà mới, con đâu có thể nào mua cái sofa rồi con để cái bàn ăn 20-30 năm cũ đâu, đúng không? Phải thay thay lượt. Thì cái hiện giờ đời sống chúng ta là gì? Làm lượt hết vậy. Chẳng những trên trời cũng vậy, những cái thành tinh ở Bắc Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu và những cõi trời họ cũng đang tận thế, mấy vị nói. Họ cũng đang thay đổi. Và cái công thức mà để mà về trời á là một là ở quả địa cầu này không còn địa ngục, nghĩa là sau này á những ác là một là biến luôn á, biến như làn khói vậy đó. Mất vĩnh cửu luôn. Hai là theo thiên tâm để mà được còn giữ được cái chân linh á, chân thần á để về trời. Chứ nó không có chuyện mà tái sanh tới tái sanh lui hoài. Nó đã làm cái này gần cả triệu năm rồi. Khi giàu á lại là quên tâm linh, nghèo á là nhớ. Thì bắt đầu lên xuống, chán quá rồi phải không? Công thức đó cũ rồi. Một là về giàu cũng phải về, nghèo thì biết thêm. Đó là lý do sau này thiên tâm, ai thiên tâm á, là sẽ là những nhà chính trị lỗi lạc, những nhà giàu có. Tại sao là cuốn kinh sống thì họ sẽ hiểu. Chứ không phải đợi tới giàu cái là mình ỷ là có tiền á, ỷ là vô bệnh viện là có tiền trả cho bác sĩ, là muốn làm gì là không phải. Đa số là hiện giờ là vậy đúng không? Sau này á sống thế gian rất là cực kỳ sướng mà cũng rất là đạo đức, thì lúc đó cả hai thứ song song luôn, là pháp thế gian không, pháp xuất thế gian không ngờ, không ngờ thế gian là vậy. Còn hiện giờ đâu giống vậy đâu. Hiện giờ ai nghèo á, mấy Phật tử nghèo bệnh này á mới vô chùa không à. Còn mấy người giàu sắp nó bị đốt củi đốt lò á, nó mới đi kiếm mới vô chùa, mà vô chùa lúc đó gặp mấy cái chùa bất danh nữa. Nội mà thấy nhiều cái con người á không có một chút xíu chánh kiến, không có biết phân tích Phật xuất hiện ở chỗ nào là chỗ đó là những người tốt, là những người hiền, những người có tâm lành. Phật đâu có xuất hiện với cái ông thầy Thích Trúc Thái Minh mà lâu nay bị tai tiếng đâu. Con thấy tức cười không? Mà họ đã bị gạt, ông nội này gạt người ta cả nhiều lần rồi, bữa nay gạt nữa, vậy cũng có người tin. Tức cười cái nước Việt mình á. Còn Bồ Tát ngồi đây nói chuyện á, mà họ cứ chơi chơi. Giống y như kiểu hồi xưa Đức Thầy cũng vậy. Lúc mà ngày cũng mang thân người đi như kiểu vô vụ, đi Đông, đi Bắc, đi hết tỉnh này tới tỉnh kia, Sài Gòn rồi đi này. Người ta cũng đâu có trọng Đức Thầy đâu. Phật nói chuyện không nghe, nghe toàn là cái gì đó không. Tại vì con người không có tinh thần thần thánh thì tự nhiên xa thần thánh. Nhưng mấy con không thương cho phụ, mấy con đâu có ngồi đây. Phải có cái thần giao cách cảm, đúng không? Thì Phật cũng y vậy thôi. Tại sao cái chúng sanh nó không có có khấn ta, không có biết kính nể ta, tại sao ta phải cứu? Thật sự Phật cũng cứu, nhưng mà đợi đến lúc mà chết rồi gọi á thì biết còn nhớ tên Phật gọi không? Còn có niệm được chữ A Di Đà Phật không? Có bao nhiêu người mà trước khi hấp hối chết mà niệm được chữ A Di Đà Phật? Con điếm thử cái đầu móng tay đi. Lúc đó à, tại cái ống nó đúc cho họng rồi mái gì với mấy cái tụi ở đây nè, rồi con cháu xung quanh nó canh cho chết để mà nó đánh nhau để lấy cái gì chút, rồi tài sản để nhiều quá rồi chưa kịp giết gì chút,
Rồi thằng Út, thằng hai không biết lấy cái phần nào. Nội mà nghĩ đầu óc phân tán kiểu đó, làm sao mà biết chữ A Di Đà Phật. Cho nên không có bao nhiêu người biết A Di Đà Phật lúc mà hấp hối. Hiếm có lắm. Mà có nhớ cũng niệm ra cũng không có nổi. Thôi đi xuống làm mấy dịch lại. Tại vì lúc đó để lại chừng mấy trăm triệu ăn hối lộ. Cái đứa con rơi tôi, nó cũng là con tôi mà tôi không có giấy tờ, cũng biết nha, tôi chết rồi ai lo cho con rơi của tôi, đúng không? Con của bà Hà Bà Nhì, trời ơi nó dữ, mà nó không có biết làm ăn, mà nó mà lấy tiền hết rồi chắc nó đi chơi. Nó nhớ vòng vòng nhiêu đó thôi là bị sốc rồi đó. Rồi con của bà lớn, trời ơi bà đi giang giang díu díu mập mờ. Hôm nay bà xin lỗi, nhưng mà tôi mà đi rồi chừng 3 ngày bà cũng giang giang díu díu mập mờ nữa là chết luôn. Trời ơi, lúc mà lên hấp hối đó, mấy cái ông mà tham nhũng hối lộ, trời ơi suy nghĩ có nhiều đó thôi, bảo đảm với con nha. Làm sao mấy ông biết niệm Phật? Họ là bà không biết niệm Phật là đi đâu? Là niệm quỷ, đi theo quỷ. Ở dưới thằng nào mà chế ra bản nhạc giang giang xíu xíu mập mờ cũng hay á. Hàng chế bản nó nhiều view vô ca. Bữa nay thì cũng tập ca thử cho nên sao. Toàn là mấy đầu lão xíu xíu xíu. Mà ta chế nhạc gì cho nó thơ mộng nữa không. Rồi giang giang xíu xíu. Tức là nghĩa là số lượng người coi nhiều là ta ăn tiền. Tại Việt Nam có đó nhiều quá. Đổi chồng, đổi vợ, xong sang xíu xíu.